Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái tuổi xấu nhất không nên sinh con trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đó. Thì đầu tiên, để xét ra con giáp tốt xấu thì chúng ta cũng xét trên mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành để chúng ta tìm ra được cái mối tương quan hợp xung hình phá hại. Đó, hoặc là mối quan hệ tương khắc để chúng ta biết được và chúng ta tránh không nên sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn để để được cái sự may mắn và giàu sang. Đấy. Thì những con giáp đầu tiên ta xét, đúng không ạ? Ta xét về năm Giáp Thìn thì Giáp Thìn có thiên can là Giáp. Đấy, địa chi là Thìn. Đó. Với thiên can giáp thì chúng ta có thể Giáp là khắc Mậu. Đấy. Giáp Mậu khắc Mậu Thổ, đúng không ạ? Và giáp mộc thì xung với với Canh Kim. Đó. Thì những tuổi bị khắc Thái Tuế, khắc cái thiên can bị khắc ấy, những tuổi thiên can bị khắc bao gồm tuổi sau này là những tuổi Mậu, đúng không ạ? Giáp Mộc khắc Mậu Thổ, vị trí Mậu thì bao gồm tuổi sau. Những người sinh năm 1948 hoặc là 2008 tuổi Mậu Tý, những người sinh năm 1998 là tuổi Mậu Dần, những người sinh năm 1988 là Mậu Thìn, những người sinh năm 1978 là Mậu Ngọ, và những người sinh năm 1968 là tuổi Mậu Thân. Cuối cùng là thứ sáu là những người sinh năm 1958 là tuổi Mậu Tuất. Tôi có chia sẻ nhé, còn tuổi nào sinh được thì cứ sinh, không sinh được thì thôi nhé. Đó. Cái mối quan hệ thứ hai là gì? Là mối quan hệ đầu tiên là chúng ta xét là mối quan hệ tương khắc, đúng không? Khắc là khắc, đúng không? Thiên khắc gọi là thiên khắc, đúng không? Và thiên xung thì với tuổi xung thì có Giáp là Mộc, đúng không? Canh là Kim thì Kim khắc Mộc là mối quan hệ tương xung, Giáp và Canh tương xung. Đó. Thì những tuổi xung thiên can thì có tuổi nào? Thì tuổi Canh bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý. Thứ hai là những người sinh năm 1950 là tuổi Canh Dần. Với những người sinh năm 2000 là tuổi Canh Thìn. Những người sinh năm 1990 là tuổi Canh Ngọ. Những người sinh năm 1980 là tuổi Canh Thân. Và cuối cùng là những người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất. Đó. Đó là những gì? Những tuổi bị xung thiên can. Thì thiên can tương xung thì cũng không tốt, chúng ta không nên sinh con trong năm 2024 là Giáp Thìn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến mối quan hệ địa chi. Thì địa chi gì? Thìn Tuất Sửu Mùi là tương xung, đúng không? Thìn Mão là gì? Là lục hại. Đó. Vậy thì chúng ta bắt đầu xét từng mối quan hệ một nhé. Đầu tiên thì chúng ta xét mối quan hệ tương xung. Thìn và Tuất là tương xung, đúng không ạ? Thìn và Tuất tương xung. Thì tuổi Tuất thì sẽ gồm tuổi nào? Đấy. Đầu tiên là tuổi Tuất thì bao gồm những người sinh năm 1994 là tuổi Giáp Tuất, những người sinh năm 1946 hay là 2006 là tuổi Bính Tuất, những người sinh năm 1958 là tuổi Mậu Tuất, những người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất, và cuối cùng là những người sinh năm 1982 là tuổi gì? Tuổi Nhâm Tuất. Thì với những người tuổi Tuất, những người bị thiên khắc địa xung ấy là tuổi Tuất, đúng không ạ? Tuổi Tuất thì bao gồm gì? Tuổi Mậu Tuất 1958. Cái tuổi 1958 này vừa bị thiên khắc lại vừa bị địa xung. Đấy. Là nó là một trong những tuổi xấu nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Tiếp theo chúng ta xét mối quan hệ thứ hai là một quan hệ lục hại, đúng không ạ? Lục hại thì gì? Thìn và Mão là hại nhau. Thìn và Mão hại nhau. Thì những người tuổi Mão gồm tuổi sau. Đó. Những người tuổi Mão thì đầu tiên là gồm những người tuổi gì? Ất Mão sinh năm 1975, những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, những người tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Và cuối cùng là những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đó, đó là những tuổi bị gì? Bị lục hại với Thái Tuế, lục hại với năm, thì chúng ta không nên sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Tuổi tiếp theo ta xét là mối quan hệ gì? Tương hình. Thì những người tuổi Thìn, Thìn là tự hình. Đó, hơn nữa gì? Thìn lại phạm vào Thái Tuế nữa. Đó. Thì vừa mới bị tự hình lại vừa phạm Thái Tuế, đâm ra con giáp này, những người tuổi Thìn thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn cũng không nên sinh con. Đó. Những người tuổi Thìn bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 1964 là tuổi Giáp Thìn, những người sinh năm 1976 là tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1988 là tuổi Mậu Thìn, những người sinh năm 2000 là của tuổi Canh Thìn, và cuối cùng là những người sinh năm 1952 là tuổi Nhâm Thìn. Đó, đó là 6 tuổi Thìn không nên sinh con. Tiếp theo là gì? Quan hệ cuối cùng là quan hệ tương phá. Vậy nên là những người tuổi Sửu trong năm 2024 năm Giáp Thìn cũng không nên sinh con. Do gì? Thìn và Sửu là phá nhau. Những người tuổi Sửu thì bao gồm những người tuổi sau này. Đầu tiên là những người sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu, Thứ hai là những người sinh năm 1997 là tuổi Đinh Sửu. Thứ ba là những người sinh năm 1949 là tuổi Kỷ Sửu, đúng không ạ? Hoặc là 2009 là tuổi Kỷ Sửu. Những người sinh năm 1961 là tuổi Tân Sửu, và cuối cùng là những người sinh năm 1973 là tuổi Quý Sửu. Đó là 7 cái tuổi Sửu mà chúng ta không nên sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn, do là cái quan hệ bị tương phá với Thái Tuế. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta dựa vào cái mối quan hệ là gì? Thiên can thì có gì? Xung khắc. Và địa chi thì có gì? Xung hình phá hạn và gì? Thái Tuế. Đó, thì chúng ta dựa vào các mối quan hệ đó để chúng ta lược ra những tuổi nào xấu nhất, đúng không ạ? Thì với những tuổi xấu nhất để sinh con trong năm 2023 năm Quý Mão thì đầu tiên là tuổi thiên khắc địa xung, đúng không ạ? Thì có tuổi Mậu, đầu tiên là Thìn và Tuất, đúng không ạ? Thì có tuổi Mậu Tuất là thiên khắc địa xung, đúng không ạ? Còn thiên can tương xung là Giáp Canh là tương xung. Như vậy là chúng ta sẽ có tuổi Canh Tuất. Canh Tuất là những người sinh năm 1970. Đấy, thì cũng là tuổi xấu, một trong tuổi hai. Đây là hai tuổi xấu nhất. Đây là hai tuổi xấu nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn mà chúng ta không nên sinh con. Như vậy đây là cái bảng mà tổng hợp tất cả các tuổi mà không nên sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn mà tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Đấy. Quý vị có thể là gì chép lại, chụp lại và đối chiếu. Đấy, đối chiếu xem là gì. Nếu mà có ai hỏi thì quý vị cũng có thể chia sẻ cái bảng này để mọi người cùng biết và chúng ta sẽ lựa chọn cái thời điểm sinh nó phù hợp hơn. Thì những cái video mà chọn vào ngày tháng năm sinh, video mà chọn tuổi tốt để sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn tôi đã chia sẻ trên kênh rồi. Thì quý vị có thể lên trên kênh xem lại để chúng ta tìm được những cái tuổi đẹp nhất để sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những chia sẻ của tôi về những cái tuổi xấu không nên sinh con trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, từ lâu chúng ta đã nghe đến tình trạng là vợ chồng hôn nhân phạm vào cung ngũ quỷ. Thì đây là một điều khá xấu trong hôn nhân, vì nó sẽ khiến thành viên trong gia đình sẽ gặp những cái chuyện ốm đau, gặp nhiều xui rủi trong cuộc sống hôn nhân và gặp nhiều khó khăn bất lợi, và rất dễ dẫn đến tình trạng là tan vỡ. Bên cạnh cái việc sử dụng về cái bát trạch để ứng dụng trong cái thiết kế nhà cửa, thì người ta cũng sẽ sử dụng cái chiêu thức này trong cái việc là vận dụng cho việc là chọn tuổi kết hợp để tiến hành gì? Cưới hỏi hoặc là hôn phối. Khi mà mệnh quái của gia chủ phạm vào gì trạng thái là ngũ quỷ ấy, thì được nhìn nhận là xấu. Những vấn đề đôi thôi thì cứ vô cớ mà ập đến. Người nhà dễ mắc những bệnh tật, đôi khi mắc những bệnh về phẫu thuật hoặc là những bệnh về ung thư, và từ đó mà cái tiếng thăm thị phi hoặc là xảy ra tình trạng là mất trộm, mất cắp, phá sản, hỏa hoạn, hoặc là cái đường tình duyên cũng như chuyện tình cảm thì không được là thuận lợi. Đó. Bên cạnh đó là những cái việc làm ăn thì sẽ gặp khó khăn vất vả, con cháu cũng chịu nhiều cái điều tiếng ảnh hưởng không tốt trong cuộc sống hôn nhân. Đó là những cái xấu của ngũ quỷ khi mà chúng ta phạm phải. Đó. Vậy những cặp vợ chồng nào mà khi đến nhau phạm phải ngũ quỷ, đấy, những cặp phạm phải ngũ quỷ thì dễ dẫn tình trạng là sinh ly tử biệt và gì những cái chuyện ma quỷ quấy phá nó thường xảy ra trong gia đình của chúng ta. Đấy. Những cặp phạm ngũ quỷ bao gồm những cặp sau này. Đầu tiên là chồng càn vợ chấn hay là chồng chấn vợ càn, đúng không? Chồng càn vợ chấn thì phạm vào ngũ quỷ. Đó. Hoặc là chồng chấn vợ càn thì cũng phạm vào ngũ quỷ. Cặp thứ hai là gì? Chồng khảm và vợ cấn, đúng không? Chồng khảm vợ cấn thì cũng phạm vào ngũ quỷ. Đó là cặp thứ hai. Và chồng cấn, đúng không? Vợ khảm thì cũng là ngũ quỷ. Đó. Cặp thứ ba là gì? Chồng tốn vợ khôn, hoặc là gì? Chồng khôn vợ tốn. Đó. Chồng tốn vợ khôn, đó thì phạm ngũ quỷ. Đó. Hoặc là chồng khôn vợ tốn thì cũng phạm vào ngũ quỷ. Đó. Cặp cuối cùng là gì? Chồng ly vợ đoài hay là chồng đoài vợ ly, đúng không? Chồng ly vợ đoài, chồng ly vợ đoài phạm ngũ quỷ, đúng không? Hoặc là chồng đoài vợ ly thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó là những cái xấu. Đây là 4 cặp con giáp cũng thuộc dạng xấu nhất nhì trong cái chuyện là trừ khi chúng ta tiến hành cặp hôn phối. Vậy vị trí những cặp đó là những cặp nào? Thì cặp đầu tiên chúng ta xét đó là chồng càn vợ chấn, hay là chồng chấn vợ càn. Đó. Thì với những người nam mệnh hoặc nữ mệnh có cung càn thì bao gồm những người sinh năm như sau. Đầu tiên là những người sinh năm 2008 là tuổi Mậu Tý, những người sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý, những người sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão, những người sinh năm 1966 là tuổi Bính Ngọ, Những người sinh năm 1943 hay là 2003 là tuổi Quý Mùi, những người sinh năm 1981 là tuổi Tân Dậu, hoặc là những người sinh năm 1994 là tuổi Giáp Tuất. Đó là những người nam mệnh và nữ mệnh thuộc cung cải. Đó, đây chúng ta xét theo là cung sinh nhé. Ở đây chúng ta tính theo cung sinh nhé. Thứ hai là những người có cung trấn, nam mệnh và nữ mệnh có cung trấn bao gồm những người sinh năm sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1984 là tuổi Giáp Tý, 1972 là tuổi Nhâm Tý, 2000 là tuổi Canh Thìn, 1978 là tuổi Mậu Ngọ, 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu, 1957 là Đinh Dậu và 1993 là tuổi Quý Dậu. Đó là những người có cung trấn, đúng không ạ? Cung trấn nam nữ mệnh. Thì khi cung càn mà kết hợp với cung trấn, ví dụ như là những người sinh năm 1966 là tuổi Bính Ngọ. Bính Ngọ mà đến tuổi gì? 1972 là tuổi Nhâm Tý hoặc là 1978 là tuổi Mậu Ngọ thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ, đúng không ạ? Hoặc là những gia chủ sinh năm 1960 là tuổi Canh Tý mà lấy vào những người sinh năm 1972 là Nhâm Tý hoặc là 1978 là tuổi Mậu Ngọ thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Chả hơn nữa là những người sinh năm 1987 mà lấy vào những người sinh năm 1993 hoặc là những người sinh năm 1984 thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó, những người sinh năm 2000 mà lấy 87 thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Những người sinh năm 1981 mà lấy những người sinh năm 1972 thì cũng phạm vào ngũ quỷ. Những người sinh năm 1981 mà lấy 1984 thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó là trường hợp đầu tiên là chồng càn vợ trấn hoặc là chồng trấn vợ càn thì nó sẽ bị phạm vào cung ngũ quỷ. Thì quý vị có thể nhìn trên màn hình để biết rõ được mình thuộc tuổi gì và những cái cung này nó là tuổi nào để quý vị biết mà chúng ta tránh nhé. Cặp thứ hai chúng ta xét là chồng khảm vợ cấn hay là gì? Chồng cấn vợ khảm. Thì chồng khảm vợ cấn hay là chồng cấn vợ khảm thì nó đều phạm vào cung ngũ quỷ. Thì đây là cung xấu, đúng không ạ? Những người mà nam mệnh và nữ mệnh có cung khảm. Cung khảm bao gồm những người sinh năm sau này. Chúng ta tính theo cung sinh nhé. Những người sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, 1998 là tuổi Mậu Dần, 1976 là tuổi Bính Thìn, 1952 là tuổi Nhâm Thìn, 1955 là tuổi Ất Mùi, 1991 là tuổi Tân Mùi, 1970 là tuổi Canh Tuất. Đó là những người có cung mệnh là cung khảm. Thì quý vị có thể theo dõi trên màn hình để biết được rằng những tuổi này mình có bị vi phạm hay không. Tiếp theo là những người có cung cấn. Cấn thì cả nam mệnh và nữ mệnh có cung sinh như sau. Những người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, 1974 là tuổi Giáp Dần, 1950 là tuổi Canh Dần, 2010 là tuổi Canh Dần, 1962 là tuổi Nhâm Dần, 1989 là tuổi Kỷ Tỵ, 1968 là tuổi Mậu Thân, 1947 hay là 2007 là tuổi Đinh Hợi, 1959 thì là tuổi Kỷ Hợi, 1959 là tuổi Kỷ Hợi và 1963 là tuổi Quý Mão. Đó, thì những cặp này khi đến với nhau thì chúng ta cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó, những người sinh năm ngày ví dụ như là sau, ví dụ những cặp sau lấy nhau là bị này. Ví dụ những người sinh năm 1986 mà lấy những người sinh năm 1989 đó thì là bị dính vào gì? Ngũ quỷ. Hoặc là 1986 mà lấy vào 1996 thì cũng bị phạm ngũ quỷ. Những người sinh năm 1989 mà lấy 1998 hoặc là lấy 1986 thì cũng bị phạm ngũ quỷ. Những người sinh năm 1974 là tuổi Giáp Dần mà lấy vào những người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất hoặc là 1976 là tuổi Bính Thìn hoặc là 1986 là tuổi Bính Dần thì cũng bị phạm ngũ quỷ. Những người sinh năm 1968 là tuổi Mậu Thân. Mậu Thân mà lấy vào những người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất hoặc 1976 là tuổi Bính Thìn cũng bị phạm. Đó, hoặc là những gia chủ sinh năm 1991 là tuổi Tân Mùi. Tân Mùi mà lấy vào những người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý cũng bị phạm. Hoặc là lấy vào những người sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ cũng phạm. Hoặc là lấy những người sinh năm 2007 là tuổi Đinh Hợi thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó là những cặp thứ hai là cặp gì? Chồng khảm vợ cấn hay là chồng cấn vợ khảm thì bị phạm ngũ quỷ như tôi vừa nêu ở trên. Thì quý vị có thể theo dõi trên màn hình để biết thêm chi tiết về mình có bị phạm hay không nhé. Chúng ta xét cặp thứ ba là cặp gì? Chồng tốn vợ khôn hay là chồng khôn vợ tốn, đúng không? Chồng cung tốn với vợ cung khôn thì bị phạm vào ngũ quỷ. Những gia chủ mà nam mệnh và nữ mệnh có cung sinh là thuộc cung tốn thì bao gồm những người sinh năm sau này. Đầu tiên là những gia chủ sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu, những người sinh năm 1973 là tuổi Quý Sửu, những người sinh năm 1964 là tuổi Giáp Thìn, những người sinh năm 2001 là tuổi Tân Tỵ, 1979 là tuổi Kỷ Mùi, 1946 hay là 2006 là tuổi Bính Tuất, 1958 là tuổi Mậu Tuất. Đó là những cái tuổi mà có cung sinh là cung tốn. Đó, tiếp theo là những gia chủ nam mệnh và nữ mệnh có cung khôn, cung sinh là cung khôn thì bao gồm những người sinh năm sau. Đầu tiên là những người sinh năm 1999 là tuổi Kỷ Mão, 1977 là tuổi Đinh Tỵ, những người sinh năm 1953 hay là 2013 là tuổi Quý Tỵ, đúng không ạ? Những người sinh năm 1944 hay 2004 là tuổi Giáp Thân. Những người sinh năm 1956 là tuổi Bính Thân. Những người sinh năm 1980 là tuổi Canh Thân. Và những người sinh năm 1992 là tuổi Nhâm Thân. Những người sinh năm 1971 là tuổi Tân Hợi. Đó là những gia chủ nữ mệnh, nam mệnh có cung sinh là cung khôn. Vậy khi phối hợp với nhau, ví dụ như là những gia chủ sinh năm 1985 mà lấy 1997 này, lấy 1980 này, 1992 này hoặc 1971 là Tân Hợi đấy, thì đều bị phạm vào phạm ngũ quỷ. Hoặc là những người sinh năm 1973 có cung tốn đấy, lấy cung khôn là những người sinh năm 1977 là Đinh Tỵ, hoặc là 1971 là tuổi Tân Hợi, 1980 là tuổi Canh Thân thì cũng đều phạm vào ngũ quỷ. Những người sinh năm 1979 là tuổi Kỷ Mùi, Kỷ Mùi mà lấy vào 1977 là Đinh Tỵ, hoặc là 1980 là Canh Thân, 1992 là Nhâm Thân hoặc 1971 là Tân Hợi thì cũng bị phạm ngũ quỷ. Đó. Trẻ hơn là những người sinh năm 2006 mà lấy vào những người sinh năm 1999 là Kỷ Mão, hoặc là 2004 là tuổi Giáp Thân thì cũng bị phạm vào phạm ngũ quỷ. Đó là cặp thứ ba bị phạm vào ngũ quỷ. Cặp cuối cùng chúng ta xét đó là cặp gì, chồng đoài vợ ly hay là chồng ly vợ đoài thì đều bị phạm vào ngũ quỷ. Những gia chủ nam mệnh nữ mệnh có cung sinh là cung ly thì bao gồm những người sinh năm sau. Đầu tiên là những gia chủ sinh năm 1975 là tuổi Ất Mão, 1951 hay là 2011 là tuổi Tân Mão, 1963 là tuổi Quý Mão, 1954 là tuổi Giáp Ngọ, 1990 là tuổi Canh Ngọ, 1942 hay là 2002 là tuổi Nhâm Ngọ, 1969 là tuổi Kỷ Dậu và 1997 là tuổi Đinh Sửu. Đó là những người nam mệnh và nữ mệnh thuộc có cung sinh là cung ly. Tiếp theo là những gia chủ nam mệnh và nữ mệnh có cung sinh là cung đoài. Cung sinh cung đoài bao gồm những người sinh năm 2009 là tuổi Kỷ Sửu, những người sinh năm 1949 là tuổi Kỷ Sửu, 1961 là Tân Sửu, 1988 là Mậu Thìn, 1965 là Ất Tỵ, 1967 là Đinh Tỵ, 1982 là Nhâm Tuất và 1995 là Ất Hợi. Đó. Khi kết hợp hai cung ly và đoài thì ví dụ như là những người sinh năm 1975 mà lấy vào những tuổi sinh năm 1967 hoặc 1961 hoặc là 1988 hoặc 1982 thì đều bị phạm vào ngũ quỷ. Đó. Ví dụ như những người sinh năm 1951 mà lấy vợ lấy chồng sinh năm 1949 hoặc là 1961 đó thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Những gia chủ sinh năm 1963 mà lấy vợ lấy chồng hoặc sinh năm 1961 là tuổi Tân Sửu, hoặc là 1965 là tuổi Ất Tỵ, 1967 là tuổi Đinh Mùi thì cũng bị phạm ngũ quỷ. Đấy. Những gia chủ trẻ hơn là 1990 mà lấy vợ sinh năm 1988 hoặc lấy chồng sinh năm 1988 hoặc lấy sinh năm 1995 thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó. Thêm ví dụ nữa là những người sinh năm 1997 là tuổi Đinh Sửu. Đinh Sửu mà lấy Kỷ Sửu tức là 2009 thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ, hoặc là Đinh Sửu mà lấy vào 1995 là tuổi Ất Hợi thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ, hoặc là 1982 mà lấy 1997 Đinh Sửu thì cũng bị phạm vào ngũ quỷ. Đó. Như vậy là gì? Tôi vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cặp vợ chồng lấy nhau thì phạm phải ngũ quỷ. Đấy. Khi lấy nhau thì cái cuộc sống hôn nhân nó cũng không được trọn vẹn, như ý và dễ bị tan đàn xẻ nghé, đôi ngả chia ly. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy comment những cái tuổi mà mình biết nó phạm vào những cái cung ngũ quỷ này để gì, để cùng chia sẻ cho mọi người được biết và để kiểm chứng xem có đúng hay không nhé. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.